Lần đầu biết yêu một người cũng là lúc ta biết đến cảm giác hạnh phúc và đớn đau. Nếu biết cuộc tình không có một cái kết đẹp, liệu bạn có còn muốn bắt đầu? Trong blog radio của tuần này, mời bạn lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Đánh đổi, được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Truyện ngắn nằm trong dự án Niệm Quán, bao gồm những truyện ngắn kỳ ảo xoay quanh một nơi kỳ lạ, cho phép người ta được quay trở về bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Cái giá họ phải trả là tiền hoặc tuổi thọ của mình. Những người ở Niệm Quán đã chứng kiến biết bao câu chuyện đầy buồn thương và tiếc nuối. Mời bạn lắng nghe câu chuyện của tuần này. Mùa đông đã về trên phố, từng cơn gió bấc lạnh lùng quét thẳng vào mặt người đi đường buốt rát. Lì uể oải nằm trên ghế sofa trong quán Niệm, nhấp từng ngụm trà sữa nóng hổi. Con mèo Spink tên Jack cũng lười biếng nằm ngáp dài trên chiếc giường lót lông của mình. Chỉ có Huy là tất bật dọn dẹp. Huy xách xô rác bước ra ngoài, vừa mở cửa đã suýt va phải một người đàn ông lạ mặt. Nhìn thấy Huy, anh ta vội vàng hỏi: "Xin hỏi đây là Niệm Quán đúng không?" Huy khẽ gật đầu, đồng thời đưa tay chỉ cho anh ta tấm biển hiệu kỳ quái, khoa trương, rằng mắc đủ thứ đèn trên đầu. Anh ta hỏi tiếp: "Chủ quán có bên trong không anh?" Huy đáp khẽ, rồi sau đó quay vào bên trong nhà, nói to: "Có khách nhé." Một lúc sau, Ly nói vọng ra: "Mời vào." Huy lách mình nhường chỗ cho người kia bước vào bên trong. Khi anh quay lại, đã thấy Ly chỉnh chu ngồi trong quầy tiếp khách. Ly hỏi người khách: "Anh tên gì, trả bằng tiền hay tuổi thọ?" Người khách cúi đầu rồi trả lời bằng một giọng thật buồn: "Tôi tên Chí, tôi cũng ước có thể trả cho cô tuổi thọ, nhưng tiếc là tôi chỉ còn vài tháng nữa. Quyển sổ tiết kiệm này có một chút, hy vọng cô có thể chấp nhận." Nói rồi người đàn ông đưa cho Ly một cuốn sổ nhỏ. Ly mở ra nhưng nhanh chóng đưa trả lại: "Không đủ." Nghe vậy, người đàn ông ủ rũ gục mặt xuống bàn, gương mặt tiều tụy lại càng thêm ảm đạm. Huy không đành lòng, bước đến nhận lấy quyển sổ tiết kiệm của người đàn ông trước mặt. "Được rồi, vụ này chúng tôi nhận. Anh cứ trở về trước đi. Đúng 12 giờ đêm nay đến tiệm này, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch." Nói rồi, anh nhanh chóng đưa người đàn ông ra ngoài. Bước vào quán, trước cái nhìn sắc lẻm của Ly, Huy nhún vai: "Cô không thấy tôi nói đang cần tiền à? Ít cũng là tiền. Hay cô muốn mùa đông này phải tắm nước lạnh và ăn mì gói?" Trời mùa đông rét mướt, bóng tối đến rất nhanh, chẳng mấy mà đã gần 12 giờ đêm. Tiếng chuông bên ngoài tiệm vang lên, Huy nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Người đàn ông buổi sáng đã xuất hiện, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh. Huy đưa anh ta lại gần chiếc đèn sưởi ấm áp ngồi chờ. Một lúc sau, Lý bước từ trên lầu xuống. Bộ váy lúc sáng đã được thay bằng một chiếc áo dài đen tuyền. Mái tóc xù cũng được cột lên cao, càng khiến cô trông lạnh lùng hơn. Lý đưa người đàn ông xuống bên dưới tầng hầm, đến trước một cánh cửa. Những vần gỗ đỏ tươi như máu nổi bật giữa căn phòng màu trắng toát. Cô hỏi: "Anh muốn quay lại ngày nào?" Người đàn ông chậm rãi đáp: "Ngày này, cách đây 5 năm." Lý đeo lên cổ tay người khách một chiếc chuông gió, nghiêm mặt dặn: "Nhớ, anh chỉ được ở đó đúng 24 giờ, sau đó hãy lắc chiếc chuông này lên, tôi sẽ đưa anh trở lại hiện thực. Nếu không, anh sẽ mắc kẹt ở đó vĩnh viễn. Cả anh bây giờ và anh của ngày đó sẽ trở thành du hồn lang thang, không cách nào luân hồi." Người đàn ông gật đầu, nhìn Lý khẽ nói: "Đủ rồi, 24 giờ với tôi thế là đủ." Lý khẽ gật đầu, rồi dùng ngón tay vẽ những vòng tròn lên trên cánh cửa. Đôi môi thanh tú mấp máy đọc. Từng đường vân gỗ màu máu sáng lên, cánh cửa tự động mở ra để lộ một vùng xương màu trắng xóa. Người đàn ông chậm rãi bước vào, rồi dần dần mất hút vào màn xương dày đặc. 5 năm trước, Chí đứng bần thần trước cánh cổng trường đại học. Cảm giác bồi hồi dâng trào trong lồng ngực khiến anh nghẹn nghẹn. Đây là ngày anh tốt nghiệp,
cũng là ngày anh ngỏ lời cầu hôn cô. Bây giờ đã biết trước thời gian ở cạnh cô ấy quá ngắn ngủi, anh nhất định sẽ không để mình đến gặp cô nữa. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là đẩy cô ra thật xa. Như thế, cô sẽ tìm được cho mình một người khác tốt hơn anh, và quan trọng nhất là khỏe mạnh hơn anh. Chí đưa tay lên ngực, cơn đau âm thầm lan tỏa bên trong, khiến anh phải nhăn mày. Anh chớp chớp mắt, cố ngăn giọt nước cay xè không rơi xuống. Buông tay người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm, có bao giờ là dễ. Chí gặp Thi năm anh 16 tuổi. Cũng vào một ngày thu đầy gió như lúc này, Chí và phải Thi khi vừa bước xuống sân trường. Hộp sữa đang uống dở trên tay Thi bị văng xuống đất. Trước đó còn kịp để lại một vệt dài trên chiếc áo trắng đắt tiền của anh. Cô bạn gái đi cùng Chí thấy vậy bèn sẵn giọng quát: "Bị mù hả?" Thi không thèm trả lời, cô quay người định nhặt lại hộp sữa dưới đất, nhưng Chí đã nhanh chân dẫm bẹp. Thi ngước lên, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh ngày ấy, đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào quên được. Thi nhìn Chí, nghiêm giọng: "Bỏ chân ra." Chí hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức bật cười. Bàn chân dẫm lên hộp sữa còn day nó mạnh hơn trên nền đất. Thi nhăn mày, rồi trước sự ngạc nhiên của bao người, cô gạt mạnh chân làm Chí ngã sóng xoài trên nền đất. Bàn tay trắng trẻo của Thi còn nhanh nhẹn bắt lấy tay cô gái đi cùng Chí. Lúc cô bé ấy định lao lên tát cho Thi một cái, Thi lạnh lùng: "Nếu cậu không muốn giống cậu ta thì hãy ngồi im một chỗ." Nói xong cô thả tay cô gái đó ra, bước đến chỗ Chí. "Cậu nợ tôi một lời xin lỗi và một hộp sữa." Chưa lần nào Chí thấy mất mặt như vậy, cậu hử lạnh không thèm đáp. Thì lại nói tiếp: "Dám làm không dám nhận, hèn như cậu tôi cũng không thèm chấp." Nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Chí đứng dậy nghiến răng, định bụng sau giờ học sẽ tìm hiểu xem cô gái vừa rồi là ai, lại dám đắc tội với cậu như vậy. Cậu ấm như cậu, trước giờ không có ai dám động chạm, kể cả thầy cô giáo cũng yêu ái vài phần vì các khoản tài trợ hào phóng từ người cha giám đốc và người mẹ là viện trưởng bệnh viện lớn nhất trong thành phố. Thế nhưng, chưa cần hết giờ học, Chí đã gặp lại cô gái bản sáng. Thì là học sinh mới chuyển đến, thành tích học tập của cô rất xuất sắc. Bởi vậy, buổi đầu đến lớp, cái nhìn cô giáo dành cho Thi cũng đặc biệt ân cần. Cô xếp Thi ngồi cạnh Chí. Cậu ấm này tuy không đến mức quá cá biệt, nhưng học hành thì tệ hại. Xếp một học sinh ưu tú như thế bên cạnh, có thể cậu sẽ tiến bộ hơn một chút. Cô giáo mãn nguyện với sự sắp xếp của mình, hài lòng bước ra ngoài. Không hay rằng bên trong lớp có người đang bực mình tới mức bốc khói. Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Lúc Thi dắt được chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà để xe, thì xung quanh đã có 4-5 cô cậu học trò đứng chắn trước mặt. Thi thở dài, buổi đầu đi học đã gặp rắc rối, nếu mẹ cô biết chắc chắn sẽ bị phạt. Thi cất giọng ôn hòa: "Các cậu đi đi, tôi không muốn đánh nhau." Lúc này Chí rẽ đám đông bước ra, cười nhạt: "Không muốn, sợ rồi hả? Muộn rồi. Bây giờ nếu cậu quỳ xuống liếm giày cho tôi, có thể tôi sẽ niệm tình mà tha thứ đấy." Thi nhàm chán không muốn nói chuyện tiếp, lẳng lặng dắt xe đi tiếp. Một cậu bạn to béo khác thấy vậy vội tiến lên chặn lại. Thi lử mắt: "Bỏ ra." Cậu béo kia không những không bỏ, còn tiến lại gần Thi hơn. Bàn tay to béo chìa ra đặt lên vai Thi cợt nhả. Rất nhanh cô tóm lấy tay cậu ta, rồi xoay người vặn ngược ra sau. Cậu béo là oai oái vì đau, Thi thuận thế đạp vào gối sau để cậu ta ngã quỳ xuống đất. Mấy người khác vội lao lên, nhưng nhanh chóng bị Thi quật ngã. Còn lại mình Chí thì bước từng bước lại gần, đôi mắt sắc lạnh khiến cậu sợ hãi lùi dần về phía sau. Đến lúc chạm vào tường không còn chỗ nữa mới dừng lại. Thi vùng tay nắm đấm dừng lại cách mặt Chí chỉ vài centimet. "Tôi nhắc lại một lần cuối, tôi không muốn đánh nhau. Nhưng nếu cậu còn kiếm chuyện làm phiền thì đừng có trách." Nói xong Thi phủi bụi trên quần áo
rồi dựng chiếc xe đạp cũ của mình dậy, chậm rãi đạp xe về, để lại Chí với cảm giác ấm ức mãi không thôi. Buổi tối hôm ấy về đến nhà, Chí đã nghe tiếng ba mẹ cãi nhau vọng ra từ phòng khách. Nhìn thấy cậu, cha cậu cau mày quát. Đi đâu tới giờ mới vác cái mặt về? Học hành thì lẹt đa lẹt đẹt. Thầy hiệu trưởng vừa gọi điện cho tao đấy. Mày định bôi xấu cái mặt tao tới bao giờ? Chí im lặng, lảng nhìn đi chỗ khác. Lần nào về cũng phải nghe những lời cãi vã, mắng nhiếc. Cậu đã chán tới cực điểm. Thấy vậy, cha cậu càng bực dọc hơn. Từ tuần sau, tao thuê gia sư về dạy cho mày. Tao cũng cấm cửa, không cho mày giao du với những đứa ất ơ lêu lổng nữa. Nói xong, không kìm để cho Chí kịp phản đối, ông đã đóng sầm cửa đi mất. Và đúng là ông nói thật, làm thật, tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. Từ sau buổi tối hôm đó, tài xế được phái tới đưa rước đúng giờ. Sau vài ngày, gia sư mới của Chí cũng xuất hiện. Lúc thì đứng trước cửa phòng, Chí giật mình, cốc nước trên tay rơi xuống đất vỡ toang. Thì cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm ngày thường. Chờ người giúp việc dọn dẹp xong, cô cất tiếng. Đến giờ học rồi, cậu về bàn đi. Chí cũng ngồi xuống thật, nhưng nghênh ngang gác chân lên bàn khiến lông mày Thi nhăn lại. Cô bước lại gần, giữ giọng ôn hòa. Cậu bỏ chân xuống đi, học nghiêm túc. Chí ngoái tai, ra chiều không quan tâm. Bố tôi trả cho cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Cậu cứ đến giả vờ dạy tôi học, hết giờ thì về. Vừa được tiền, vừa không phải làm gì, chẳng sướng hơn à? Tôi nhắc lại lần nữa, cậu bỏ chân xuống, tôi đếm đến ba. Để tôi đếm hộ cậu cho. 1, 2, 3, xong rồi đấy. Thì lẳng lặng đặt tập sách vở lên trên mặt bàn, rồi co chân đạp một phát thật mạnh. Chí ngã lăn xuống đất, đau điếng, không kiềm được mà bật lên tiếng chửi thề. Cậu bị điên à? Thì chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cảnh cáo. Bố cậu đã toàn quyền cho phép tôi được xử lý nếu cậu không học hành chăm chỉ. Tôi đã nhận tiền của bố cậu, đồng nghĩa với việc tôi phải đạt kết quả như ông ấy muốn. Đừng có nghĩ cách phá phách hay chơi xỏ tôi, vì cậu không đủ sức và cũng không đủ thông minh để làm chuyện đó đâu. Giờ thì đứng dậy, ngồi vào bàn học nếu cậu không muốn ê ẩm khắp người. Chí tức lắm, nhưng nhìn vào gương mặt lạnh te trước mặt, lại nhớ đến buổi chiều mấy hôm trước. Cậu không dám phản kháng. Thì lôi tập sách tiếng Anh ra hỏi. Tiếng Anh của cậu thế nào? Đỉnh của đỉnh. Ví dụ, I love you, I want you, I kiss you. Lời chưa dứt, quyển sách tiếng Anh đã đập bụp vào đầu Chí. Thì nghiêm giọng. Còn nói mấy câu vớ vẩn trong giờ học với tôi nữa, thì lần sau không phải chỉ là quyển sách tiếng Anh này hạ cánh trên đầu cậu đâu. Bà già khó tính. Đồ EQ âm vô cực, không có khiếu hài hước. Chí lẩm bẩm, nhưng lập tức im bặt khi đụng phải cái lườm sắc lem từ Thi. Buổi tối hôm đó, bên ngoài, những người giúp việc thường xuyên nghe vọng ra tiếng la của cậu chủ và tiếng mắng mỏ của cô gia sư trẻ tuổi. Buổi tối kết thúc khi đã muộn, Chí mệt mỏi ngã vật xuống giường. Thế nhưng, ác mộng của cậu vẫn chưa kết thúc. Sáng sớm hôm sau, cậu bị dựng dậy lúc 5 giờ sáng. Mắt nhắm mắt mở, bị người giúp việc xỏ cho đôi giày chạy bộ và đẩy ra ngoài cửa. Chí giật thót mình khi thấy Thi đứng đợi sẵn từ bao giờ. Cơn buồn ngủ bị quét sạch không thương tiếc. Còn Chí bị lôi đi chạy quanh công viên gần nhà đến chục vòng. Lúc được dừng lại, Chí nằm vật ra đất thở hổn hển. Còn Thi đứng bên cạnh ung dung tập thêm vài động tác giãn cơ, lại hào phóng tặng thêm lời mai mỉa. Còn yếu hơn cả thằng bé hàng xóm nhà tôi đang học cấp 1 nữa. Chí trả lời trong hơi thở đứt quãng. Bố tôi cũng trả tiền cho việc này à? Thì gật đầu. Ông ấy đã nhận lời trả toàn bộ học phí, học thêm, tất cả mọi khoản thu của trường trong năm học này cho tôi. Điều kiện là cuối kỳ cậu đạt loại khá và đạt giải trong hội thi thể thao toàn trường. Chí thở hắt ra, cảm thấy con đường phía trước chỉ một màu đen, ù tối. Kể từ đó, mỗi buổi sáng lúc 5 giờ thì sẽ đợi sẵn trước sân nhà, và mỗi buổi tối sẽ đều đặn xuất hiện trước cửa phòng Chí lúc 8 giờ. Nhưng nhờ thế
thể lực của cậu cũng tốt hơn hẳn. Bài tập chạy bền, lần đầu tiên Chí có thể hoàn thành phần của mình mà không cần nghỉ. Chạy 100 mét cũng chỉ mất hơn 1 phút. Thì chạy qua thả một lời khen nhẹ nhàng. Khá đấy, làm cậu hãnh diện hẳn. Dần dần trong mắt Chí thì cũng không còn quá đáng ghét như trước nữa. Cuối năm, trường học tổ chức thi học sinh thanh lịch. Lớp cử hai người đại diện đi thi. Nhìn Thi lúng túng bước đi trên đôi guốc cao lênh khênh suýt ngã mà Chí bật cười. Cậu vỗ ngực. Để tôi miễn phí cho cậu một khóa học cấp tốc. Bạn đồng hành của tôi không thể quê một cục như thế được. Chí vừa dứt lời thì đã bị lôi đi sành sạch rồi nhét vào ghế của cửa hàng làm tóc, trang điểm. Mái tóc dài của Thi nhanh chóng được tỉa tót, uốn lọn bồng bềnh. Chưa kịp hoàn hồn, Chí lại lôi cô sang cửa hàng quần áo bên cạnh. Thì bị xoay như trong chóng, hết thử áo dài lại đến váy. Mãi Chí mới hài lòng gật đầu khi cô bước ra với một chiếc váy đuôi cá dài màu trắng tinh khôi, ôm lấy thân hình xinh đẹp. Sau đó là đến phần tập luyện. Chí đặt lên đầu Thi một quyển sách, bắt cô bước đi mà không được để sách rơi. Thì không nhịn được mà phát cáu. Cậu đang lấy việc công trả thù riêng đấy à? Chí ngoài mặt thì phủ nhận, nhưng trong lòng âm thầm sung sướng. Đã bao lâu nay bị đè đầu cưỡi cổ, đến giờ mới được trả lại đôi chút. Cậu mỉm cười đáp. Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi là người nhỏ nhen vậy à? Còn nữa, nếu được thưởng, cậu sẽ được thêm tiền. Nghe đến tiền thưởng thì cắn răng bước đi theo đúng yêu cầu. Chạy chật một lúc, cuối cùng thì cũng quen. Phần thi tài năng, cả lớp thống nhất, hai người sẽ khiêu vũ. Lúc bàn tay Thi mềm mại đặt lên vai Chí và lúc cậu đặt tay lên eo cô, tim của Chí có chút loạn nhịp. Trong mắt Chí, cô gái đáng ghét trước mặt dường như biến thành người khác, dễ thương tới mức khiến người khác phải động lòng. Cuộc thi kết thúc, Thi hơi buồn vì chỉ đạt giải ba, nhưng Chí thì vui lắm. Cậu hồ hởi kéo Thi ra khu vui chơi, coi như phần thưởng của cả hai. Cho đến ngày hôm ấy, cậu mới biết, thì ra khu vui chơi cũng có thể tuyệt vời đến vậy. Nhìn Thi hào hứng chơi cưỡi ngựa, đu quay, cùng cô gắp thú bông, bắn súng. Chí giật mình nhận ra, tìm mình lại vì cô ấy mà đập lỗi đi một nhịp. Chiều thứ bảy, Thi vui vẻ tìm Chí, báo muốn nghỉ dạy một hôm để đón người anh hàng xóm chuyển tới thành phố này học đại học. Nhìn dáng bộ hấp tấp, xen lẫn háo hức của Thi, tự nhiên Chí thấy bực dọc vô cớ. Ngày trước, cậu mong nghỉ biết bao nhiêu, thậm chí còn mong cho Thi bị ốm. Vậy mà buổi tối hôm ấy ngồi trong nhà, được tự do nghịch điện thoại, chơi điện tử, xem phim, mà Chí không vui lên nổi. Cậu nhấc điện thoại gọi cho Thi, nhưng chỉ có tiếng tút tút vọng ra. Chí đi đi lại lại trong phòng, rồi giật mình thảng thốt. Từ khi nào việc Thi vui vẻ với người con trai khác lại khiến cậu khó chịu tới như vậy? Sáng hôm sau, Chí vác gương mặt mệt mỏi và thiếu ngủ đi tìm Thi. Trải qua một đêm bị dày vò với đủ những cảm xúc phức tạp không tên, điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi tỉnh dậy là gặp Thi. Tài xế thả Chí xuống trước con ngõ nhỏ để cậu chậm chậm đi bộ vào. Loay hoay một hồi, cậu cũng tìm được nhà Thi. Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn với giàn hoa hồng leo trước cửa đang trổ hoa rực rỡ. Đang dò dự, chợt từ phía đằng sau vang lên tiếng gọi của Thi. Chí quay lại, nụ cười trên môi cũng tắt. Khi nhìn thấy Thi đang sánh vai với một người con trai lạ mặt, còn cười với người ta rất thân mật. Chí nhìn người con trai phía trước, cao ráo, trắng trẻo, cặp kính cận với nụ cười cực kỳ dễ mến. Nhưng trong mắt Chí, nhìn sao mà lưu manh và đáng ghét. Đối diện với cái nhìn ngạc nhiên của Thi, Chí nghĩ đại một lý do. Thi theo phép lịch sự giới thiệu hai người với nhau. Đúng như Chí đoán, đây là người anh hàng xóm cô nhắc tới hôm qua. Lúc bắt tay nhau, Chí không khỏi siết mạnh tay chàng trai trước mặt. Cả một ngày chủ nhật, Chí kiếm cớ ở lại nhà Thi, không cho hai người kia ở riêng với nhau một phút. Đến tận tối, ăn xong cơm, Chí vẫn chưa muốn về nhà, thì phải đẩy cậu ra đường. Muộn rồi, cậu không về nhà đi,
Bài tập hôm trước đã làm chưa mà còn ở đây? Anh ta chưa về, sao tôi phải về? Có liên quan sao? Thì ngạc nhiên. Cậu thích anh ta à? Chí không nhịn được mà hỏi thẳng. Thì hơi sững người lại rồi gắt. Liên quan gì tới cậu? Lần này tới lượt Chí á khẩu. Ừ, liên quan gì tới mình? Nhưng mà... tức. Chí không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu hiểu gì về anh ta chứ? Anh ta có tốt không? Nhớ anh ta có bạn gái rồi thì sao? Sao lại không? Tôi với anh ấy chơi với nhau từ nhỏ đấy. Anh ấy là như thế nào? Chẳng lẽ tôi không rõ? Còn nữa, tôi thích anh ấy là việc của tôi. Ai mượn cậu bình luận? Có thời gian rảnh tham gia vào chuyện riêng của người khác. Sao cậu không về nhà mà làm bài tập đi? Sắp thi tới nơi rồi đấy. Thì bực bội. Cơn tức giận vô cớ trào lên trong ngực, khiến Chí nghẹn lại. Cậu nhìn Thi quát. Vì tôi thích cậu, được chưa? Lời nói thoát ra khỏi miệng khiến cả hai đều sững sờ. Im lặng, xấu hổ, gượng gạo bao trùm cả hai. Thì lúng túng quay đi. Tôi không nghe thấy gì hết. Cậu về đi. Nói xong cô quay người bỏ chạy. Còn Chí đứng bần thần trong con ngõ. Tìm cậu đập mạnh, mặt nóng bừng. Thì ra thích một người nó là như thế. Sáng hôm sau Chí ngẩn ngơ đến lớp. Đến giờ vào học rồi nhưng Thi vẫn chưa đến lớp. Cả buổi học cậu cứ bồn chồn. Tới lúc ra chơi, Chí vội vàng gọi điện. Thi nhấc máy nhưng giọng mũi nghẹn nghẹn khiến cậu lo lắng không thôi. Chờ mãi mới tới giờ tan học, Chí hấp tấp chạy đến nhà Thi. Bố mẹ Thi đã đi làm. Thi khoác chiếc áo to xù xụ ra mở cửa. Nhìn đôi mắt sưng húp của Thi, Chí không khỏi giật mình. Cậu làm sao thế? Thi không trả lời, chỉ sụt sịt hỏi lại. Cậu đến đây làm gì? Cậu nghỉ học, tôi lo lắng nên đến thăm cậu không được à? Cậu thôi đi, cứ nói thẳng ra là cậu đến để chế nhạo tôi đi. Đừng giả vờ tốt bụng. Thi vừa khóc vừa ấm ức quát. Chí ngẩn người, một lúc sau mới ấp úng hỏi lại. Cậu bị từ chối rồi hả? Cậu vừa dứt lời đã bị Thi ném cho một cái gối. Chí đỡ được, còn Thi thì òa lên khóc. Cậu lúng túng không biết làm gì. Một lúc sau mới chậm chạp lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Này, cho mượn vài đấy. Thi xỉ mũi. Không thèm. Chí ngang ngược ấn đầu Thi vào vai mình. Đã bảo cho mượn thì dùng đi, miễn phí, cơ hội ngàn năm có một đấy. Thế là Thi không miễn cưỡng nữa, gục lên vai Chí mà òa lên khóc, nước mặt nước mũi tèm lem. Còn Chí ngồi bên cạnh làm người cung cấp khăn giấy miễn phí. Khóc chán thì mới thỏ thẻ. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, thế nhưng anh ấy bảo chỉ coi tôi là em gái. Hức hức, anh ấy còn nói anh ấy có bạn gái rồi, mấy hôm nữa sẽ giới thiệu cho tôi. Chí đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Thi. Không phải chỉ là thất tình thôi sao? Tôi cũng thế, mà có tới nỗi phải nghỉ học như cậu đâu. Chẳng phải cậu mạnh mẽ lắm sao? Cậu thì biết gì chứ, mối tình đầu tan vỡ, ai chẳng buồn. Tôi có mạnh mẽ cũng là con gái. Còn nữa, cậu thì thất tình cái gì? Chẳng phải cậu cũng từ chối tôi đấy thôi. Đã thế còn phải đi an ủi người mình thích đang đau lòng vì người con trai khác nữa. Cậu thấy tôi có đáng thương không? Thì bật cười nhìn gương mặt đáng thương đang nhăn nhở bên cạnh. Quả thật sự xuất hiện của Chí cũng khiến cô bớt buồn hơn. Thì chùi mũi bất giác thấy cậu ấm trước mặt, dễ thương hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Sau hôm đó, Chí thường xuyên pha trò hoặc tranh thủ thời gian rảnh kéo Thi đi chơi. Cậu nói gương mặt sầu não của Thi ảnh hưởng tới tâm trạng học của cậu. Thì cũng hết cách từ chối, vì quả thực sau mỗi lần đi chơi, Chí nghiêm túc học và tiến bộ hơn hẳn. Buổi tối Giáng sinh, Chí đột ngột xuất hiện trước cửa nhà Thi. Cậu lễ phép bước vào nhà, xin phép bố mẹ Thi đưa cô đi chơi. Cậu kéo Thi băng qua những con phố trăng đèn hoa lộng lẫy, hòa vào dòng người đông nghìn. Đi nhiều tới mức chân Thi đau ê ẩm. Thi ngồi phịch xuống vỉa hè, nhăn nhó xoa chân. Đột ngột cô bị sốc lên trên lưng Chí. Đang định giãy giụa, Chí đã hắng giọng.
Yên đi, để tôi cõng cậu. Sắp tới giờ hát thánh ca rồi, không đi nhanh là không kịp đâu đấy. Thế là Thi thôi không dãy dụa nữa. Cô nằm yên, lặng ghé mình vào vai Trí, cảm thấy bờ vai bên dưới hóa ra cũng khá là chắc chắn. Năm Thi và Trí lên lớp 12, nhà Thi phá sản. Đồng tiền ảo rớt giá thảm khốc, toàn bộ vốn liếng bố Thi vay mượn đầu tư cũng sập theo sàn giao dịch. Bố mẹ Thi ly hôn, còn người bố Thi luôn yêu thương cũng bị các chủ nợ khởi kiện. Ngày ông bị đưa lên chiếc xe thùng bịt bùng đóng kín ra khỏi khuôn viên tòa án, Thi quỵ ngã ngay trên nền đất. Cô dựa hẳn vào người Trí, khóc không thành tiếng. Trí mắt cũng hoe đỏ, ôm chặt lấy Thi, lòng đau theo từng giọt nước mắt cô rơi ướt đẫm vai áo cậu. Tối hôm ấy, bố mẹ Trí gọi cậu vào phòng, nói từ giờ sẽ không cần Thi kèm cặp Trí nữa. Ông bà không muốn con trai mình giao du với con của một người phạm tội. Lần đầu trong đời, Trí phản kháng dữ dội. Cậu đe dọa nếu bố mẹ mình chấm dứt việc thuê Thi dạy học, cậu cũng sẽ bỏ học ngay lập tức. Trước mặt bố mẹ, cậu trịnh trọng hứa, chỉ cần không đẩy Thi đi, chỉ cần bố cậu giữ lời hứa năm trước, sẽ thanh toán toàn bộ học phí của Thi. Cậu nhất định sẽ thi đỗ vào trường đại học mà bố mẹ mong muốn. Mất cả một buổi tối, cuối cùng bố mẹ Trí mới chịu thỏa hiệp. Trí phi như bay tới ngôi nhà mà mẹ con Thi mới thuê trọ. Vì ngôi nhà xinh xắn với giàn hoa hồng leo ngày trước đã bị bán đi để trả cho khoản nợ khổng lồ. Trí vẫn nhớ ngày mẹ con Thi xách đồ bước ra khỏi nhà. Đôi mắt Thi hoe đỏ, còn bàn tay cô vẻ vuốt mãi không thôi đóa hồng leo mới chớm. Lúc ấy trong lòng Trí đã thề, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ lấy lại ngôi nhà xinh xắn ấy. Lúc Thi mệt mỏi ra mở cửa, Trí chỉ biết ôm siết lấy Thi, thì thầm bên tai cô: đừng bỏ cuộc, tôi ở đây. Trong màn đêm, Trí lần đầu hôn lên giọt nước mắt Thi rơi, mặn chát và lạnh buốt. Sau hôm ấy, Trí lao vào học. Tất cả thời gian rảnh, cậu đều vùi mình vào sách vở. Thì vẫn đến trường, vẫn tới nhà kèm Trí học. Nhưng buổi sáng thì không còn đến dù Trí chạy nữa. Thay vào đó, cô nhận thêm một chân giao đồ ăn lúc sáng sớm. Lúc tan học, cô cũng tranh thủ làm phục vụ cho quán trà sữa quen gần nhà. Nhìn Thi hốc hác đi trông thấy, Trí xót xa. Cậu gay gắt bắt Thi phải bỏ việc, nhưng Thi đáp bằng giọng nói mệt mỏi và buồn đến muốn khóc: tôi không muốn dựa dẫm vào cậu mãi. Ít nhất làm thêm những việc này còn mang lại cho tôi chút tự tôn. Trí xoay mặt Thi nhìn thẳng vào mắt mình, cũng buồn rầu mà hỏi lại: chẳng lẽ dựa vào tôi một chút cũng khiến cho cậu cảm thấy mất mặt? Thì gạt tay Trí ra, quay đi hướng khác. Cậu và tôi vốn không cùng một thế giới, tôi không muốn ai thương hại mình. Trí xoay người Thi lại, ôn tồn nói từng chữ một: vì cậu, tôi sẵn sàng bước ra khỏi thế giới của mình. Tôi thương cậu, nhưng nó tuyệt đối không phải là thương hại. Vừa nói, Trí vừa cầm tay Thi đặt lên ngực mình, dịu dàng: vì cậu đang ở đây, ở chỗ này này. Thi muốn đẩy Trí ra, nhưng cậu đã giữ tay Thi thật chặt. Đừng để tôi ra khỏi cậu. Đây là lần đầu tiên tôi muốn giữ một người lại bên cạnh mình như thế. Cậu đẩy tôi ra một bước, tôi sẽ bước lại hai bước để đến gần cậu hơn. Tôi biết cậu rất mạnh mẽ, nhưng ít nhất khi cậu cảm thấy mệt, thấy buồn, hãy để tôi ở bên cạnh cậu. Hôm ấy, trong cơn mưa chiều tầm tã, có hai người bỡ ngỡ trao nhau nụ hôn đầu. Thời gian trôi nhanh, ngày Trí cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học về nhà cũng là ngày mẹ Trí tìm tới Thi. Bà đẩy thẳng chiếc thẻ ngân hàng về phía Thi, lạnh lùng: thời gian qua, cảm ơn cô. Nhờ cô mà thằng Trí nhà tôi đỗ đại học. Tôi không phủ nhận cô là người có công nhất, nhưng cũng tới lúc kết thúc rồi. Cô là người thông minh, nên chắc tôi không phải nói nhiều. Cô và thằng Trí gia cảnh không hề phù hợp, gia đình tôi cũng không muốn
nhận một người có lý lịch không trong sạch. Đây là phần tôi cảm ơn, cũng là phần tôi đền bù cho cô. Mong cô từ nay về sau cách xa thằng Chí một chút. Thấy Thi ngồi yên không đáp, mẹ Chí lại bồi thêm. Không ít đâu, cô có thể yên tâm. Tôi là người tính toán rõ ràng, nên cô không phải sợ thiệt. Thi ngẩng đầu lên, rồi đẩy lại chiếc thẻ ngân hàng về phía đối diện. Bác không cần làm vậy. Tháng sau, cháu và mẹ sẽ chuyển chỗ lên gần trường đại học của cháu trong Nam. Như vậy chắc đủ xa với trường của Chí rồi chứ ạ? Nói rồi Thi bước đi, bỏ mặc mẹ Chí ngồi bên trong quán. Cô không quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn trời để ngăn nước mắt không rơi khỏi khóe mi. Buổi tối trước ngày nhập học, Chí hào hứng tìm tới nhà Thi, nhưng đáp lại cậu chỉ là cánh cửa đang khóa kín. Điện thoại Thi cũng không liên lạc được. Chí gần như phát điên khi bà chủ nhà trọ báo mẹ con Thi đã trả phòng và rời đi từ ngày hôm trước. Chí gặng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bà chủ trọ. Không biết, chỉ nghe nói là hình như vào trong miền Nam, còn vào chỗ nào thì tôi cũng không rõ. Chí thẫn thờ, lần đầu biết rằng yêu một người cũng có thể đau như thế. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Đánh đổi phần 1 của tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu sau khi Thi ra đi, Chí có tìm thấy cô hay không? Họ đã bỏ lỡ điều gì trong quá khứ? Hãy đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện trên Blog Radio nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, giọng đọc Thắng Leo. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.